Mẹ ơi, cho con xin 2 triệu. 2 triệu. Xin 2 triệu mà ăn chơi nhảy múa thì chết với mẹ. Nhưng 2 triệu mà mua cái này thì không bao giờ mẹ mắng. Camera Xiaomi 70 mai A500S vô địch phân khúc 2 triệu nhảy một tí. Đây là camera phía trước có màn hình, góc quay siêu rộng, độ nét 2,7K. Ống kính Sony có công nghệ quay đêm, hiển thị cả tốc độ, tọa độ và thậm chí có cả cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn. Những tính năng khác như ghi vòng lặp, ghi đè hay ghi khẩn cấp thì chắc chắn sẽ có đủ. Còn đây là mắt cam phía sau, độ phân giải sẽ là Full HD. Tôi lùi vào bạn hay bạn tông vào tôi chỉ cần cách cam biết ngay. Để trích xuất file từ camera thì rất đơn giản thôi. Anh em tải cho tôi cái app 70 mai. Đây là giao diện sau khi đã kết nối, trong album sẽ lưu toàn bộ. Đây là những video bình thường. Cam phía trước này, cam phía sau này. Ở phần sự kiện sẽ lưu lại toàn bộ những video rung lắc hoặc là có chuyển động. Anh em chọn video cần, bấm tải xuống thôi. Lưu vào bộ sưu tập của điện thoại và sau đó anh em có thể chia sẻ ở bất kỳ nền tảng nào mà anh em muốn. Nếu anh em muốn chiếc A500S này trông xe cho anh em 24/24 thì hãy sắm thêm bộ kit quần như thế này. Còn nếu muốn mua sản phẩm á, nhớ mua số 1 chính hãng nhé.